Trải qua một thời gian làm quen, tìm hiểu và thương yêu nhau, nguyện vọng của cháu Hà Anh và cháu Hồng Nhung là muốn được tiến tới hôn nhân để được thành vợ thành chồng, được gắn bó cuộc sống trăm năm hạnh phúc bên nhau. Vào ngày mùng 9 tháng 6 tới đây, tức là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, nhà trai chúng tôi sẽ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hà Anh và Hồng Nhung. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà trai chúng tôi xin được ra mắt họ nhà gái với nghi thức ăn hỏi gồm 9 trác lễ vật, báo cáo với gia tiên họ nhà gái cũng như là ông bà thân sinh ra cháu Hồng Nhung, mong được họ nhà gái đón nhận và chấp thuận. Thay mặt họ nhà gái, chúng tôi xin vui vẻ chấp nhận lễ vật và chấp nhận ý kiến tốt đẹp và yêu cầu rất là thành tâm của họ nhà trắng. Tiên họ nhà gái cũng như là ông bà thân sinh ra cháu Hồng Nhung và cũng đã được nhà gái đón nhận và chấp thuận. Trong những ngày qua, hai gia đình cháu Hồng Nhung và Hà Anh rất chu đáo chuẩn bị lễ thành hôn của các cháu. Này được sự đồng tâm, sự hiệp lực và sự giúp đỡ của tất cả các quý khách và của các vị đại diện cho hai gia đình. Heart of life, but the wilderness can teach you to let love be the guide. You got a song worth singing and a fire to lead you on. Keep on running. Đến hôm nay phải nói rằng thời tiết rất là khắc nghiệt, nhưng đến giờ phút tốt đẹp này phải nói là đã ủng hộ cho hai cháu.
chúng tôi sẽ khẳng định đây là sự may mắn bước đầu của hai cháu và sẽ làm nên một hạnh phúc rất tốt đẹp. Đã tới giờ tốt giờ lành là thời khắc mở đón cô dâu Hồng Nhung. Tôi xin được trân trọng kính mời các cụ công các bà cùng toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cùng lên xe và trở lại khán phòng tổ chức lễ thành hôn của hai cháu. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị đại biểu khách quý đã đến đây để cùng tham dự với chương trình nghi lễ hạnh phúc của đôi uyên ương. Và lời đầu tiên xin phép được thay lời cho gia đình đôi bên đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin được gửi tới tất cả quý vị đại biểu khách quý đang có mặt tại đây ngày hôm nay, đó là lời chào và lời cảm ơn trân trọng nồng nhiệt nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của cô dâu. Thưa các vị quý khách, kính thưa tất cả các vị đại diện cho gia đình cháu Hồng Nhung và cháu Hà Anh, thật là phấn khởi và vui sướng trong buổi lễ long trọng này của hai cháu đến nay đã hết sức thành công. Lúc này đây thì hai gia đình chúng tôi rất là cảm động và cũng không biết nói gì hơn bởi sự yêu thương, sự hiện diện đông đủ của các cụ công các bà cùng toàn thể quý vị đã là niềm vinh hạnh đối với hai gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin được kính chúc các vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và cùng chung vui với niềm hạnh phúc của hai gia đình chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.